cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Hoàng Linh Vlog Cuộc Sống Nhân Giả. Thì hôm nay tiếp tục hai anh em mình đi đánh lưới cá đối nữa các bạn. Thì đây là cũng cái mẻ đầu tiên, sớm giờ anh em mình thả rồi, bây giờ anh em mình chuẩn bị kéo. Thì Linh mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi hai anh em mình. Giờ kéo luôn à. Rồi, vô cái hàng có hàng rồi nha. Rồi, có hàng dính con đầu đầu tiên các bạn ơi. Này cá đói lứa không à, cũng được bự. Cứ ăn bữa thì hai anh em mình thả chừng hai mẻ vậy, đủ ăn cái về. Thả cơm gạo. Cái này không cơm gạo, đủ ăn. Đủ ăn vậy. Bữa nay cái cá cũng thừa quá. Đây thừa cá. Trời ơi, dính được có cái đầu à. Tại nó gần cái xuồng á. Động 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 nó chạy vô cái dính kệ dưới con nữa nè. Cái này cá linh. Cá linh hả? Cá linh thì bự nó dính, tại cái lỗ nó bự quá mà. Ở trong này mà thả lưới ba phân chứ dính cá linh dữ lắm rồi nè. Ừ, ba phân dính cá linh nhóc. Cái lưới của mình lỗ này lỗ bự, mình thả cá đói còn cá linh nó lọt quá hết trơn. Còn cái linh nào bự nó mới dính lưới à. Xúc ra luôn hả? Nó nhỏ quá. Đủ bự quá trời. Bữa nay chắc cái mẻ đầu tiên này thắt các bạn. Nãy ra nhìn không thấy nó lội hết trơn, thả đại coi nó có không. Mấy bữa trước cái mẻ đầu tiên dính thấy ham. Càng ngày cá đói cứ cạn kiệt hết à. Đó là tại mình đi chưa có đúng chỗ quá nha. Nặng nặng. Trời ơi, dính được con cá đói, con cá linh. Có, bữa nay nó sao quá. Thường là gái giờ này đã thấy ụt nhóc hết trơn. Nó. Con này cũng trọng nè. Thường quýnh hai mẻ đủ ăn rồi, bữa nay chắc cỡ bốn mẻ quá. Mót mót. Rồi. Thưa thiệt nhưng mà bự ha. Cái đó bữa nay tốt tốt không? Thắng đây con ba. Thắng đó. Mỗi con gỡ cá qua thắng nó lại. Kệ không có bánh lái nó không dướng. Nó có qua thì nó cũng nằm dưới đít xuồng à. Ồ, cá dảnh. Dằn tươi. Bữa hổm con cũng dằn dính con, bữa nay dính con cũng. Con bữa hổm mình dính bự hơn. Bữa hổm bự lắm. Con này dính quá. Con này cá dảnh. Chốt cái đường lưới cá dảnh của mình thì cá bự ngon à. Dính được con cá dảnh. Bữa trong nhau nhiều con cá dảnh. Bữa trước dính được con cá dảnh bự hơn con này nhiều. Cá biển nè các bạn. Cá biển nè, mang cá gì ngộ quá đẹp ta. Con cá này khác nữa, cá khác nữa. Không phải con cá kia kìa, con cá kia với cá thu, còn cá này cá gì á. Cái này cá khác nữa. Cá gì màu đẹp hết trời ha. Hôm nay con mới dính lần đầu nè. Nó như con cá ngân nhỉ. Ô, màu vàng tươi đẹp ha. Ờ đúng rồi, nó giống như cá ngân đúng rồi. Con kia giờ mới cá thu, con kia ăn bén lắm. Con kia gỡ nó là cắn đó. Đường lưới bèo bèo cũng được à, mấy con cũng đỡ nè, đây con nữa nè. Mót mót. Mà bữa nay tốt tốt không mà, cá trọng trọng không mà. Đó đó đó. Trắng trắng con dưới này trọng quá nè. Bự quá hả? Cá bự bự à, nướng đã. Ôi, bữa nay cá tốt tốt không à. Quá. Làm đủ tốt chứ không nổi. Quá chi ngon. Kìa, trên con nữa kìa. Cá đói luôn. Cá đói. Đói mà nhỏ hơn.
Ủa mẻ này cũng nhiều chứ bộ, bự bự không á. dính cá kéo mau hết lưới lắm, còn mà kéo không có cá kéo hoài lưới cũng hoài luôn. Đó mót được con cũng đỡ nè. Cái linh hả, rớt luôn. Cái này lưới 3 phân để xuống dính cái linh nhóc luôn. Hết rồi hả? Rồi tới phao các bạn. Dạ, tới phao. Tới phao dính đường con. Ủa mà thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn nè, thấy không? Tới cái phao luôn mà vớt giác được con nữa. Cái mẻ này thấy không có loại thưa thưa nhưng mà cũng có lý ha. Giờ để mình chạy dài dài ra ngoài cái đầu voi ra. Rồi bây giờ thì mấy anh em mình chạy dài dài mình kiếm cái điểm nào cá nó ụt nhiều nhiều rồi mình xuống lưới thêm một mẻ nữa. Chỗ này thấy hơi thưa. Thưa quá. Ồ, cá ngon ngon không chú bộ, một mẻ nè. Được đó. Ít gì chứ nhiều đây, ngon ngon nhiều không đây ha. Chiên được một dĩa. Nhiều đây chiên dĩa khỏe luôn. Mình có qua ăn là xỉn luôn rồi giỡn. Rồi bây giờ mình đi đi. Kiếm con mẻ nữa đây. Rồi thì cái mẻ lưới thứ hai mấy anh em mình thắt rồi các bạn ơi. Nên Linh cũng không có quay cho các bạn xem. Thì bây giờ còn cái mẻ lưới cuối cùng này, cái này là lưới cá dảnh. Hồi chiều mình đi văng lưới cá đói mình có văng đường cá dảnh nè. Giờ bắt đầu mấy anh em mình thăm luôn rồi về luôn. Sớm giờ được có nhiều cá đói à. Giờ còn hy vọng mẻ cá dảnh này vớt giác thêm được vài con nữa. Vài con này có. Con đáng con à. Bữa nay văng điểm mới này chắc không biết làm sao nữa. Kìa. Đó, có loại đường con rồi đó. Thấy loại không? Đó, nước... Meo quá trời vậy. Meo quá vậy. Nước trong trong có loại con à. Ê, nó lớn nha. Nè. Kéo một khúc là thấy dính con là thấy có lý các bạn. Ý con này có ba, một mình có ba là phê luôn các bạn. Trời ơi, dày mo luôn nè. Qua đã. Nước trong trong này. Kéo kìa, dính con nữa kìa. Bơi tới các bạn. Nó đó. Con này nhỏ. Con này nhỏ, cá đói là gì vậy? Cá dảnh là nó nhỏ. Chỗ này con bự nó mới chìm cái phao nè. Kìa, là trước chắc chắn là con bự kìa. Đó, trước con bự kìa. Này con nhỏ. Nhỏ thì cái xô luôn. Nước trong này dính nhìn thấy đã nha. Ủa cá út mà phải không? Cái dảnh. Cái dảnh cái màu cái này cũng nhỏ nữa. Thôi cỡ đó là lộng vừa là nhỏ. Lớn là nhỏ con cỡ nãy vậy đó, nó ngon. Con khúc lưới dính được 3 con ha. Cái đường lưới này nó già lắm rồi. Cây nhánh trà. Nặng mà nổi cái khì đó mới đã. Ở trước chín con nữa nè. Rồi không à. Có con nào ở cái dĩa mới đã. 4 con. Ôi đâu kiếm. Cá sấu. Đầu kiến này gỡ chắc ghép lỗ lưới quá. Hy sinh luôn. Hy sinh. Còn dài nha. Chắc chắn không? Này ngon quá. Chính xác.
này ngon quá mà không dính hả? Còn khúc là ăn vậy mà dính được 4 con. Quá trời nhảy rồi. Quá trời lưới nó đóng phèn đó kìa. Trời, khúc này ngon hết sức, dính ta. Quá vậy ta. Wow, cái khúc này uổng hết sức, ngon vậy mà không dính. Cái khúc đẳng vậy mà dính. Nè, cái lau kiến nữa. Bốn con. Rồi, cái đường lưới cá dảnh này dính được 4 con các bạn ơi. Nhiều cá đói với mấy con cá dảnh này cũng đủ ăn rồi. Giờ anh em mình đi về. Thì Linh cũng cảm ơn cô chú chị và bạn đã theo dõi video của Linh. Linh xin hẹn cô chú chị và bạn trong video kế tiếp. Linh cảm ơn các bạn rất nhiều.